Đây là Thao Văn Thức. Thức là chuyên viên tư vấn bảo hiểm. Thức rất chăm chỉ làm việc và mong muốn trở thành MDRT. Nhưng Thức chưa có kinh nghiệm nên khi tư vấn khó khăn bao vây tứ phía, khó tiếp cận và đề cập đến bảo hiểm một cách tự nhiên, khó đặt câu hỏi khơi gợi nhu cầu, khó thu hút khách hàng tập trung hoàn toàn trong buổi tư vấn. Trời ơi, khó gì mà khó dữ, trời xanh có thâu. Đừng lo Thức ơi, đã có iPlan của AAA. iPlan, ứng dụng tư vấn bảo hiểm nhân thọ 4.0. Ứng dụng iPlan có gì? Mạch tư vấn tự nhiên và hiệu quả, giúp khách hàng chọn nhu cầu ưu tiên, ý tưởng bán hàng khuấy động nhu cầu bảo hiểm, khảo sát nhu cầu tài chính sinh động và hiệu quả, trình bày quyền lợi giải pháp ấn tượng, dễ hiểu, phù hợp với tuổi và khả năng tài chính theo nhu cầu. Thật tuyệt vời, cứu tinh đây rồi. Thức này đã khác thức xưa, Thức đã trở lại và lợi hại hơn với iPlan. Hình ảnh trực quan sinh động, tương tác vui vẻ với khách hàng. Không còn đắn đo phải nói gì, có ngay bản câu hỏi phân tích nhu cầu. Ý tưởng khơi gợi nhu cầu hả? Chuyện nhỏ, cứ theo mạch dẫn của ứng dụng tự nhiên như là hơi thở. Xác định nhu cầu xong, có ngay giải pháp phù hợp nhất, sản phẩm bổ sung đính kèm và độ lớn hợp đồng chỉ trong một nốt nhạc. Và đây, bước chốt hợp đồng cho khách hàng biết chúng ta nổi trội trên thị trường ra sao, dịch vụ đỉnh thế nào. Trở thành thiên sứ, người bảo vệ cuộc sống mỗi ngày, đích đến MDRT quá gần, quá dễ. iPlan tương thích trên mọi thiết bị, sử dụng không cần mạng Internet. Tư vấn cùng iPlan, sự nghiệp vẻ vang. iPlan, công thức tư vấn thành công của MDRT. iPlan, ứng dụng tư vấn bảo hiểm nhân thọ, nâng tầm tư vấn 4.0. Thao Văn Thức và ekip đã hết thao thức. Công cụ trong tay, dùng ngay chờ chi, thành công trong tầm tay.